Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Học Từ Đầu. Và ở video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tạo một cái sitemap. Như các bạn đã biết thì khi các bạn viết bài viết ở trong website của các bạn thì mỗi bài viết sẽ có một cái đường link, và khi các bạn tạo ra một cái sitemap bao gồm tổng những cái đường link và những cái phần tag vân vân thì sẽ được các bạn gửi vào cái Google Webmaster Tool, để từ đấy sẽ làm cơ sở cho Google hiểu cái web của các bạn và sẽ import, sẽ index các cái từ khóa để khi người dùng tìm kiếm thì người ta sẽ tìm kiếm ra cái trang web của các bạn. Và đây chính là cái bước cơ bản mà các bạn cần làm trong cái quá trình SEO web của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng plugin. Với mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng plugin Google XML Sitemap. Nếu các bạn chưa cài ấy thì các bạn có thể vào mục plugin và các bạn chọn Add New và các bạn gõ cái từ khóa Google XML Sitemap và các bạn cài nó vào. Ở đây mình cài rồi thì nó sẽ, cái phần intro này nó sẽ bị tối xuống, tối. Và các bạn nhớ phiên bản của chúng ta là 4.0.8 hay sao ấy. Còn cái người viết đấy chính là đây. Cái người viết là người này. Còn ở đây thì khi các bạn gõ Google XML Sitemap thì sẽ có nhiều cái plugin. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách này bởi vì mình đã sử dụng plugin này và mình thấy nó tương đối là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có 1 million, tức là 1 triệu người đã sử dụng. Sau khi các bạn đã cài đặt plugin vào thì các bạn vào mục setting và các bạn sẽ có một cái mục là XML sitemap. Các bạn kích vào mục XML sitemap và ở đây chính là cái phần quản trị của cái plugin Google XML Sitemap phiên bản 4.0.8 ở đây. Như các bạn đã biết thì các bạn có thể kích vào cái phần này, kích vào cái đường link này để các bạn xem thử cái sitemap của các bạn. Đây chính là cái sitemap mà cái phần mềm, cái plugin đã index cho các bạn tháng 10, tháng 9 vân vân. Các bạn có thể nhìn vào đây, đây là những cái bài viết. Ở đây do là một cái website mình làm demo cho nên là mình chỉ viết những cái bài viết vớ vẩn thôi. Đấy là tượng trưng cho các bạn. Và việc còn lại của các bạn là các bạn phải vào trong phần quản trị Google Webmaster Tool và các bạn import cái sitemap.xml của các bạn. Thì từ đấy thì web của các bạn sẽ được Google index và sẽ được Google xếp thứ hạng từ khóa, và cái cơ hội người dùng tìm kiếm sẽ đến với các bạn được nhiều hơn. Và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.